Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông. À, kính thưa quý vị và các bạn, nam giới tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 là những người thông minh, nhanh nhẹn, có tầm nhìn xa trông rộng. Họ luôn đặt ra những cái mục tiêu cho cuộc sống của mình và cố gắng phấn đấu nỗ lực để đạt được những cái điều đó. Nói về những ngày tháng tuổi trẻ lập nghiệp, thì các quý ông tuổi kỷ tỵ luôn làm việc bằng tất cả cái tâm huyết, cái nhiệt huyết của mình. Cho dù thời điểm ấy họ chưa thể đạt được nhiều cái thành tựu đáng kể. À, nhưng mà cái nhiệt huyết của họ chưa bao giờ giảm đi cả. Bước sang năm mới 2024, cuộc sống của năm giới tuổi kỷ tỵ, sinh năm 1989 sẽ có những cái bước tiến triển vượt bậc. Họ sẽ có cho mình những cái cơ hội để làm giàu và phát triển cái sự nghiệp của mình. À, kính thưa quý vị, ngay sau đây là cái vận trình tử vi chi tiết trong năm 2024 của những gia chủ tuổi kỳ tỵ, nam hạn sinh năm 1989. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông Quý vị thân mến uh, Trong video ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 Nam Mạng Trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn uh, Quý vị thân mến Thì chúng ta xem tử vi của những người tuổi kỷ tỵ 1989 uh, Nam Mạng Để biết được cái vận hạn cắt hung trong năm như thế nào Sẽ gặp được cái vận hạn gì và gặp được những cái cắt tinh nào Để chúng ta biết được mà gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi kỷ tỵ À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây. À, quý vị thân mến, chúng ta biết tuổi kỷ tỵ thì như là những người sinh năm 1989 có thiên can là kỷ, địa chi là tỵ. Người này có lá số là âm nam, đó. Có ngũ hành bản mệnh là đại lâm mộc. À, cung mệnh của những người tuổi kỷ tỵ là thuộc cung khôn, là thuộc thổ. Được gọi là phúc khí chi xà, có nghĩa là rắn có phúc. Có xương con rắn, tướng tinh con khỉ, con nhà thanh đế, trường mạng. Quý vị thân mến, năm 2024 nó giáp Thìn thì chúng ta xét về cái mối quan hệ địa chi, thiên can thì đầu tiên chúng ta xét về thiên can. Chúng ta có thiên can Kỷ, Kỷ mà gặp Giáp thì nó là chính quan. Nó là chính quan, đó. Nói chung những người tuổi Kỷ Tỵ trong năm 2024 nó giáp Thìn được chính quan nâng đỡ nên là con giáp này không phải không gặp phải cái vấn đề nào quá là khó khăn cả. Vì thế, đừng quên nói lời cảm ơn hay là bày tỏ những cái sự tôn trọng với những công sức của những người xung quanh mình cái sự nhắc nhở tử tế từ đồng nghiệp cũng cho phép những người tuổi kỷ tỵ tránh được những cái sai sót trong công việc, đồng thời có thể thay đổi cái cách làm việc, tham gia một số cái dự án N thì nó sẽ hứa hẹn, à, nói chung là có những cái sự lựa chọn tốt lành trong năm. À, tất nhiên là không phải ai cứ bắt tay vào công việc là có ngay được cái thành công. Nếu như may mắn như thế thì cũng tiềm ẩn những cái rủi ro. Đó, do đó những người tuổi kỷ tỵ à, sinh năm 1989 năm mạng ấy, hãy cứ bình tĩnh mà tiến bằng cái cách xử lý từng vấn đề một đang xảy ra nói chung với cục diện chính quan nó cũng sẽ giúp cho gia chủ trong năm ấy thì lúc nào cũng được vui vẻ phấn khởi và học hỏi được cái nhiều cái điều bổ ích đó à, tiếp theo chúng ta cùng xét về quan hệ địa chi chúng ta có tị hỏa gặp thìn thổ đúng không ạ được cục diện hỏa thổ nó tương sinh như nó lại lại là gì lại là sinh xuất đó nó là sinh xuất như vậy là gì cái cục diện tương sinh ấy, thì nó cũng sẽ mang lại nhiều cái may mắn về tài lộc và, và tiền bạc đó và trong năm thì cái tình cảm nó cũng sẽ được gì cắt lành hanh thông thuận lợi À, có lẽ một phần là do thời điểm này hai người đã biết lắng nghe về nhau nhiều hơn, à, biết cảm thông và biết chia sẻ, biết thấu hiểu đối phương, cùng nhau vun vén và chăm sóc các gia đình. Bên cạnh đó, cái cục diện tương sinh này nó cũng mang lại cái sức khỏe tốt cho những người tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989. À, vậy nên trong năm ấy để gia tăng thêm cái may mắn cho mình, ấy, được cái cục diện là gì? Là là, là, là hỏa thổ tương sinh. Vì thế như nó lại là sinh xuất đôi khi ấy, nó cũng gây ra một số cái mệt mỏi, một số cái chán nản đấy. Vậy nên trong năm 2024 ấy, để mang lại cái may mắn cho mình thì những người tuổi kỷ tỵ nam mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế. À, kim bài thái tuế là một cái pháp khí phong thủy chuyên để hóa giải cái vận hạn. À, các cụ có nói là gì? Thái tuế đương đồ tọa vô hỷ át hữu hạn Như vậy là những người tuổi kỷ tỵ lại được cục diện là tương sinh sinh cho thái tuế. Vậy nên quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, nghênh đón cái vị thần lớn nhất trong năm, giúp cho một năm bình yên và may mắn. À, quý vị hãy để cái Kim bài thái tuế ở trong túi, trong ví, trong ví hoặc là trong ốp điện thoại. À, mang luôn mang theo bên mình để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, được thái tuế tương trợ và mang lại may mắn tài lộc trong năm. À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc trong năm 2024 năm giáp thìn. À, thưa quý vị, trong năm 2024 năm giáp thìn thì chúng ta biết những người tuổi ký tỵ thì có cái, uh, cái lưu niên nó rơi vào đất lâm quan thì cái lông quan nó nhập mệnh nó cho thấy là trong cái năm 2024 giáp thìn ấy, Thì những người tuổi kỷ tỵ sẽ duy trì được cái năng lượng tích cực trong mọi khía cạnh mà mình tham gia à, Dù việc lớn hay việc nhỏ á, mà các bạn tham gia đều không nề hà Ai nhờ gì thì cũng làm Con giáp này nổi bật với cái tư duy nhẹ bén Cái khả năng phân tích của bạn cũng gì được chú ý Vì có những cái đánh giá khác biệt mới lạ so với mọi người à, Tuy nhiên cái sự khác biệt này thì không phải ai cũng hiểu à, Thay vì chống lại thì quý vị phải gì nói chung là nên tin tưởng khi có thành quả rồi thì mọi người sẽ phải công nhận cái 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 kết quả của bạn mà thôi à, quý vị thân mến trong năm 2024 năm giáp thìn thì những người tuổi kỷ tỵ những người tuổi kỳ tỵ nam mạng này là 36 tuổi à, 36 tuổi thì gặp cái sao hạn sao hạn là cái sao mục đức gọi sao mục đức à, sao mục đức hay còn gọi là mục diệu tinh quân nó được biết đến là một trong những cái sao tốt nhất trong hệ thống cửu diệu tinh quân À, người mà được sao mục Đức chiếu mệnh thì thường gặp những cái điều may mắn trong cuộc sống từ công danh sự nghiệp sẽ được phát triển mạnh mẽ đến tình cảm gia đình cũng được hạnh phúc thì và tài lộc thì cũng sẽ dồi dào hơn nói chung ấy, thì các tháng tốt nhất trong năm của người gặp với sao mục Đức đó là tháng 10 âm lịch và tháng 12 âm lịch à, tuy nhiên khi gặp cái sao này thì quý vị cũng thì cần phải đề phòng và không nên liều lĩnh trong công việc ngày xưa các cụ vẫn có một bài thơ về cái sao mục Đức như sau Mộc Đức tọa mệnh trong năm tháng 10 tháng chạp tin mừng ghé thăm, được người trợ giúp không ngừng, tiền bạc vay mượn đem cho nhẹ nhàng. Đó, đó là cái sao mục Đức là một cái cutting tinh. Đó. Bên cạnh đó trong năm ấy thì những người tuổi kỷ tỵ 36 tuổi gặp cái hạn năm là cái hạn huỳnh tuyền. đấy à, các cụ ngày xưa có câu là gì? Huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong, tam khoeo đo mắt để phòng tay chân. Trong tám cái niên hạn nó chiếu mệnh thì cái hạn huỳnh tuyền nó là cái đại hạn chủ về sức khỏe. Khi gặp cái hạn này thì gia chủ thường xuyên cảm thấy đau đầu chóng mặt, sưng sở mặt mày mà không rõ nguyên nhân. À, trong năm thì quý vị cũng cần phải đại kỵ à, làm ăn kinh doanh liên quan đến chuyện sông nước liên quan đến đường thủy đặc biệt là gặp cái hạn này ấy, thì gia chủ không nên đứng ra bảo lãnh vay tiền hay là đứng ra bảo chính à, cho bất kỳ ai à, không may sẽ nảy sinh nhiều cái chuyện bất lợi và cái chuyện tay bay vạ gió nó có thể xảy ra vì vậy quý vị cần phải hết sức đề phòng nhé à, vậy nên là trong năm để mang lại cái may mắn hóa giải hai cái sau hạn này đi ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái minh quan pháp bảo Minh Quang Pháp Bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó được làm bằng bạc, bạc cái có tính chất kỵ tà hóa sát. Đấy, khi mà chúng ta bị chúng tà chúng gió thì chúng ta thường sử dụng cái bạc để chúng ta đánh gió. Bên cạnh đó trên sáu cạnh của cái lục của cái Minh Quang Pháp Bảo có chứa lục tự đại minh chú của nhà Phật. Đó. Mặt trước mặt sau có in hình bông hoa sen và ở giữa nó có một viên uh, viên đá 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 pha lê đấy, viên cầu pha lê đấy. Cái cầu pha lê này nó cho phép ánh sáng dọi qua và khi chúng ta dọi đèn qua ấy, thì nó sẽ hiện ra phía trước cái hình tượng là cái bài chú bắt nhã tâm kinh và cái hình tượng quan thế âm bồ tát đang ngồi thiền à, khi mang theo cái minh quan pháp bảo bên cạnh thì sẽ giúp chúng ta khai sáng trí tuệ đưa ra được những quyết định đúng đắn sáng suốt hơn trong mọi việc từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến à, cái minh quan pháp bảo này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ khi mang theo bên mình thì sẽ được thần phật che chở độ mạng được tổ tiên phù hộ độ trì giúp cho gia chủ thoát được khỏi cái vận hạn đặc biệt là những cái hạn xấu như là hạn hình tuyển nó mang lại đấy giúp cho quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc thì dồi dào. Đấy, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Minh Quang Pháp Bảo mang lại cái may mắn tài lộc Chọn đời cho những người tuổi kỷ tỵ nam mạng sinh năm 1989. À quý vị thân mến, trong năm 2024 năm giáp thìn ấy, thì những người tuổi kỷ tỵ uh, nam mạng xét về cái hạn kim lâu thì năm nay quý vị không bị phạm kim lâu. Uh, về hoang ốc thì quý vị phạm vào cái tam địa sát Vậy nên trong năm ấy thì quý vị cũng không nên đứng ra động thổ xây nhà. Đó. Quý vị nên mượn tuổi để chắc ăn hơn. Còn nếu mà muốn cưới gả thì không gặp hạn kiếm lâu, quý vị vẫn có thể làm được nhé. Cưới gả hoặc là mua xe, mua các những cái đồ mà có giá trị cao ấy thì vẫn làm được. Đó. À, như vậy là gì? Trong năm 2024 nó giáp thìn là một năm mà có cái cắt tinh, mục đức nó chiếu mệnh cũng như là được chính quan nó nó trợ trợ lực. Vì thế mà đây là một năm khá là may mắn, khá là hanh thông với những người tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 năm mạng vì vậy quý vị hãy tận dụng cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình. À, thưa quý vị, chúng ta biết trong năm 2024 là năm giáp thìn, thì trong cái địa chi thìn này này, nó sẽ ẩn tàng cái thiên can ba thiên can là mậu quý và ất, mậu quý và ất, đúng à, chúng ta có kỷ kỷ gặp mậu thì nó là cái kiếp tài đúng không, kiếp tài, kỷ gặp quý thì nó là thiên tài. Kỷ gặp ất thì nó là thất sát hay là thiên quan đấy, thất sát đó. À, trong năm ấy thì chúng ta thấy có kiếp tài ở uh, kiếp tài uh, thiên tài và cái thất sát nó án ngữ trong cái địa chi ẩn tàng, uh, trong cái thiên can ẩn tàng uh, và nó sẽ khiến cho gì trong năm có những cái vận hạn cắt hung ra sao? Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi này. Đầu tiên chúng ta xét về kỷ gặp mậu thì nó là cái vận kiếp tài đúng không? Kiếp tài. Nói chung ấy, những người tuổi ký tỵ sinh năm 1989 năm mạng trong năm 2024 nó giáp thìn thì nói chung là khá vất vả trên con đường sự nghiệp vì năm nay ấy, lâm vào vận kiếp tài, công việc thì lúc nào cũng chật vật, bận rộn, lại hay có kẻ tiểu nhân đeo bám. À, những người tuổi ký tỵ sinh năm 1989 năm mạng là những người nhiệt tình, thẳng thắn nhưng lại dễ bị lợi dụng. À, gia chủ hay nảy sinh ra nhiều cái nghi ngờ, nhiều cái quyền lợi của mình trong công sở. Vậy nên đây là một cái 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 điểm xấu và quý vị cần phải hóa giải và để hóa giải cái hạn kiếp tài này đi ấy, thì những người tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu à, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu thì sẽ được các khí của cục diện tam hợp tỵ dậu sửu nó tương trợ nó giúp đỡ đấy nó sẽ giúp cho cái công việc được hanh thông thuận lợi giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống hòa hợp các mối quan hệ trong công việc à, bên cạnh đó nó cũng sẽ hóa giải những xung sát những cái thị phi những hạn tiểu nhân hãm hại À, giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 năm ạ. À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho những người tuổi kỷ tỵ Nam mạng. À, đó, đó là cái vòng tam hợp quý nhân. À, tiếp theo chúng ta cùng xem cái vận thứ hai là cái gì? Cái, cái kỷ gặp quý, kỷ gặp quý nó là cái vận thiên tài. đấy Nói chung khi gặp cái vận thiên tài nó chiếu mệnh, à, thiên tài nó chiếu mệnh thì nó cho thấy là quý vị rất giỏi trong cái việc thể hiện bản lĩnh của mình trong cái việc kiếm tiền ngay cả trong khi cái tình hình nó khó khăn thì gia chủ cũng đủ khéo léo mở ra những cái cơ hội để gia tăng thêm cái thu nhập cho mình à, thế nên cái việc dùng dính tiền bạc trong năm 2024 năm giáp thìn cũng là cái điều dễ hiểu với những người tuổi kỷ tỵ nam mạng sinh năm 1989 gia chủ có thể kiếm tiền bằng cái việc đi làm thêm à, dù đôi khi có vất vả hơn một chút nhưng mà cũng sẽ giúp được giải quyết vấn đề tiền nong À, thời gian này thì cũng không khuyến khích quý vị hợp tác làm ăn. Thời gian này thì không khuyến khích hợp tác à, làm ăn, nhưng mà rất ủng hộ quý vị đi làm thêm để kiếm tiền để trang trải cuộc sống và cũng sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn. À, vậy nên là gì? được cái thiên tài nó chiếu vận. Vậy nên là quý vị cũng có nhiều cái cơ hội để gia tăng thêm cái tài lộc cho mình. Một số người tuổi tỵ sẽ có những cơ hội là may mắn được trúng số đổi đời hoặc là gặp được những cái vận may về tiền bạc. Vì thế để gia tăng may mắn cho mình thì những người tuổi kỷ tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để trợ mệnh ngộ thân giúp gia tăng cái vận may về tiền bạc và tài lộc cho mình đó đó là cái vận uh, thiên tài à, tiếp theo chúng ta có kỷ gặp ất thì nó là cái thất sát thất sát hay là là cái gì cái thiên quan đấy nói chung trong năm gặp cái thiên quan thì nó cũng dự báo có những cái rắc rối khó lường khiến cho bản mệnh phải gì thường xuyên bận lòng lưu tâm à, ngay lúc này thì quý vị không nên phó mặc cho cái số phận hay là thờ ơ với mọi thứ xung quanh vì gia chủ tuổi uh, kỷ tỵ có thể đủ khả năng để gì chuyển bại thành thắng trong một thời gian ngắn. À các bạn có thể phá vỡ những cái lề lối, những cái thói quen cũ trong công việc để bước sang một giai đoạn mới. À, lúc này là khá khó khăn, mệt mỏi nhưng mà tương lai sẽ vô cùng tươi sáng với những người tuổi kỷ tỵ đúng không ạ? À vậy nên trong cái, cái lúc mà gặp cái thất sát này thì nó cũng sẽ xảy ra những cái hạn tiểu nhân đeo bám hoặc là có kẻ phá bĩnh, phá hoại công việc. Vì thế, trong năm thì quý vị cũng cần phải luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là tị dậu xỉu để hóa giải cái xung sát hóa giải cái thị phi hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc thì cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi uh, kỷ tỵ sinh năm 1989 chín à, vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi gia chủ quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại một 34 chín để thỉnh vòng tác hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi kỷ tỵ nam ạ à, thưa quý vị Ờ, như vậy là gì? Trong năm 2024, năm Giáp Thìn thì nó cũng có gì? Có những cái vận may nó kéo đến với những người tuổi kỳ tỵ Bên cạnh đó nó cũng có một còn một vài cái hung vận như là có kiếp tài, có thất sát. Nó cũng gây ra những cái chắc trở, những khó khăn cho công việc. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm. À, trong năm thì những người tuổi kỳ tỵ sẽ gặp nhiều cái may mắn do là cái vận thiên tài cũng như là cái sao mục đức đưa chiếu mệnh. Vậy nên con đường tài lộc và tiền bạc nếu mà quý vị chăm chỉ làm ăn ấy, thì cũng dễ có cơ hội thăng tiến, gia tăng cho mình thêm cái thu nhập, à, giúp cho có một năm bình an may mắn và tài lộc từ dồi dào. À, quý vị thân mến, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những gia chủ thời kỳ tỵ sinh năm 1989, nam mạng trong năm 2024 là giáp thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.